thường giờ dính nha các bạn ơi. Dính rồi. Đó. Đi quá trời đã. Ô, lại một cặp nữa nha. Là trúng ổ gì nhỉ ơi. Trúng ổ cái mèo các bạn. Người hôm nay đi câu tiếp nha. Đây này đi với cần thủ Nguyễn Nhật. Thấy ngầu chưa? Đây sơn chỗ thuê xuồng. Ghế này nè. Rồi điểm chiến những quen thuộc ha. Bạn bình. Này nước đang lớn cũng sắp rồng rồi. À, ngang bên đó là tỉnh của Vĩnh Long các bạn. Rồi. Giờ anh em mình đi chiến nha. Dính cá các bạn ơi. Dính cá, dính cá, dính cá. Rồi. Nặng à. Thật mẹ à. Ô, một cặp luôn. Khởi đầu suôn sẻ. Em các bạn ơi. Quá, cần đầu tiên một cặp cá mè. Quá đã, quá đã. Mới lên mới thả cần chưa được 5 phút hả? Chưa được 5 phút. Rồi, bạn Nhật đang trộm mồi kìa. Quá êm. Con này to quá. Êm. Sướng. Sướng gì dính cá nhưng mà các bạn xem bầu trời kìa. Đen đuối hết trơn rồi. Đó, phía bên kia kìa. Mưa. Thì quái tới hả? Rồi, thôi chừng nào mưa thì mình có dù nè. Chống dù. Chịu thôi. Câu trên ghe nó vậy đó. Đã quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta đợi kết quả tiếp nha. Mình sẽ dính cá các bạn. Lắm. Dính đây. Dính đây, dính đây, dính đây. Dính nữa nha ơi. Còn, 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 còn. Còn lại. Là phải ham chưa. Đây các bạn. Dính hai lần. Ba con. Quá đã. Cái mè dính tốt như này cũng được đó. Êm êm. Thải 15 gram mà. Cực quá. Khang các bạn ơi. Hiện tại trời đang mưa. Đó. Đó. Ngoài thì mưa. Nấp trong dù. Lên cá. Quá đã. Lên cá trong mưa nhé. Ơi dạ, cái dù nó dướng. Đây các bạn. Đi câu có sướng ít gì đâu. Nắng thì dân nắng. Mưa thì trú mưa. Trời ơi cái nghề này nó cực. Mà ghiền thì phải làm sao. Rồi xem nè. Nó nhật với mình là trốn cái mưa dù nè. Ôi mưa nó giảm rồi. Hy vọng sẽ tạnh mưa. Lên cá nhiều nhiều ha. Đây. Mưa vẫn lên cá nha. Bạn lên hàng. Con đầu tiên của anh ấy. Một cặp. Nó quay đây, quay cặp đó, quay đây coi. Nó. Sáng giờ mới được. Nó ăn tép ăn cám. Tép hả? Ui nó ăn ghế hết bên đường ngò thì thấy không? Rồi các bạn, trời cũng sáng sáng lên nè.
Dạ anh em chúng tôi chiến. Bạn tiếp tục chờ coi kéo cá nha. Không biết có không. Cá dính các bạn, ổ lòng dính cá các bạn ơi. Mà cá dính cũng đúng vậy. Dữ quá trời, xảy gì vậy ta? Còn. Này, mé mè mè. Mờ e mè, huyền mè. Mờ e mè, huyền mè. Cá mè. Cá cha nó không ăn mà toàn cá mè. Kệ. Có là sướng. Trời mưa còn lâm râm. Để ông trời nắng lên cho ấm lên chút, lạnh quá. Cái này cho dính thiệt rồi. Dính không? Dính này. Wow. Đây, tiếp tục là cá mè. Lần này nó lại ăn tép. Chả biết đường câu luôn rồi. Vậy là ghi đúng rồi đó. Trời lạnh cá ăn tanh. Mới mưa xong lạnh. Thế mà con này ăn tép nha. Đó, hình dạng nhé. Lõm không? Lõm rồi. Nặng vậy? Nặng vậy? Hai con không? Cái nặng vậy? Nó chạy nè. Ô, không phải là hai con mà một con. Bự. Rồi xem con này nó to nè. Đó. Bàn tay cầu không hết luôn. Im. Ngon rồi, quả nhật cũng mới lên hàng. Đó, dự, dính, lấm, giận dữ. Tiếp tục lên hàng. Nó lại ăn tép nữa nha. Nay không có trùng mà nó lại ăn tép. Có mua 10.000 tép câu cá ngá. Quá toàn tép. Đây, quá đã. Đây các bạn, nó nhoi kìa. Dính. Sảy. Hả? Nó cho dính. Nhẹ. Trời ơi. Thiệt chứ. Cái xác này các bạn. Ăn gì vậy? Ôi con này không phải là nó dính tự nhiên. Mút mang. Các bạn. Đây, móc ngay cái mang nè. Bó tay chưa? Mày ăn hả? Mày lại mày ghĩa mồi hả? Phá mồi kinh khủng lắm các bạn. Sợ nhất nó. Xuống đây, cá xá. Móc mang dính. Trời ơi. Đâu mà ghĩa dữ vậy? Mày kéo nhà te đi chứ. Cái mè mới để xuống tầm liền được. Trời tiếp tục mưa nha các bạn. Tiếp tục mưa. Ừ, 15 gram thì chơi được rồi các bạn. Thua. Mưa này đi không coi ngày, mưa quá trời mà cá ăn cũng quá trời luôn. Quá đã. Ăn hay gì đó. Nó. Quá lắm. Giờ làm hết kẹp tay.
đó, lên tiếp. Bên đây cũng vậy nè, rồi cầm cá nè, rồi quay phim. Chưa kịp gỡ cái kia nữa. Quá đã các bạn ơi, câu cá dưới mưa quá đã. Đó, ăn gần già nữa rồi, để trên đây rồi, đó. Đó, lắm. Hả? Quá trời à. Cần kia kìa, nó mới nhịp cái kìa con à. Cái này là mới tầm trung bình hả? Bộ hẩm kéo mấy con cá hơn bằng tay mà. Quá đã. Trúng ngộ. Ngon. Cái gì? Nè. Vàng nó mấy. Nó lụm. Lụm dễ ăn quá. Trời ơi. Lại cá sát. Không ưa nó mà gặp nó hoài. Cá sát các bạn. Khổ thiệt chứ. Con này chích cũng tê tê à. Không nhất lắm nha, nó có phải nó ăn đâu, cái loại nó ghĩa mồi rồi dở lên nó dính phá quá trời ha, mấy đứa nhỏ phá quá. Càng động lắm không lắm, trời vẫn đang mưa các bạn ạ. Lại một em cá sá thiệt chứ, thiệt chứ, mình cố tình câu cá mè mà về bữa nào cũng cá chục cũng cá sá. Ờ, cần vàng nó ăn đó, nó ăn cần vàng, nó ăn cần vàng. Nhanh lên. Gọn thế này, đó, cần vàng. Hả? Lên hàng nữa hả? Đây, lên hàng nữa kìa. Cần vàng, lên hàng không? Rồi. Dính không mà nhịp như vậy? Sảy tiêu rồi. Thiệt là tình. Sảy rồi các bạn. Nhiều cá ăn các bạn. Trời lại mưa nữa. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Trời đổ mưa. Nặng à. Con này nặng à. Chắc hai con quá à. Ồ, không phải hai con. Một con cá mè to. Con đùng. Rồi dính chút xíu. Dính thì phải dây chứ nó nặng. Các bạn. Rồi, lên cá dưới mưa. Trời mưa thì mặt trời mưa, ta đây câu cá cứ câu thôi. Cần vàng nó mới giật kìa, để thả con này cái đã. Nó giật cái này coi. Rồi cá diêu hồng nó lội ngoài sông nè. Thôi nó không ăn thôi, chút kéo nữa. Hình như dính gì vậy. Nó. Rồi xảy thôi. Người ta rồi mới giật cái bạc mà thấy rồi bạn, cá các bạn nhìn chàng nó lẫm nặng à. Ủa nó gị nó dạy kìa, chạy kìa, mè to đùng.
Chả hơn Messi nữa. Đây, mẹ to đùng 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 đùng. Đây, quá đã. Sướng này, anh em mình trúng ổ rồi các bạn ơi. Trúng ổ rồi, quá trời to, ha ha. Ăn rồi. Đó, nhá, ăn rồi nè. Mới hết đầu điểm. Trà mini. Hả? Wow. Đây các cha siêu mini. Đấy này, này thờ giò. Ôi con này đặc biệt. Một ngạnh bên phải nó mất tiêu rồi. Này cũng dính mấy con mà không có quay nữa. Ở đây có cá trà, cá cốc nè. Im. Cá mấy rỉa các bạn. Nó. Nó. Dính không? Dính không? Dính rồi. Trời ơi. Cá sá các bạn. Cá sá, cá sá. Ây da. Mới đội điểm về gần tới cho anh Sơn rồi. Về đây để chút thu dọn về cho gần. Rồi nhảy xong luôn rồi. Nó nói chuyện. Cũng chiều tối rồi, chút xíu anh em đi về. Giờ cũng 6 giờ tối các bạn ơi. Để thu dọn về đây. Thu dọn xong rồi nè. Giờ chúng ta xem thành quả thôi. Đây bữa nay một sọ khoảng 5 kg cá mè, rồi cá cốc, đây cá cốc đây, cá sá, cá trà, quá đã, ngày như thế là quá thành công. Để xem nha, bạn nhận sao, đồng đội sao, đồng đội hơn 2 kg cá. Cá mè, cá tra, hai loại. Các bạn, vậy được ha. Ngon lành. Rồi. Thôi tạm biệt các bạn. Hẹn gặp ở clip sau nha. Về thôi. Tao về thôi.